Còn trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. So với cùng kỳ năm 2021, 6 tháng đầu năm nay, GRDP của Đà Nẵng tăng 7,23%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 18%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đã cho ý kiến về các đề xuất kiến nghị và đóng góp nhiều giải pháp cho sự phát triển của thành phố. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao những điểm sáng về kinh tế xã hội mà Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay. Thủ tướng đã phân tích làm rõ thêm những lợi thế tiềm năng của thành phố như có vị trí địa chính trị chiến lược, nằm trên con đường di sản thế giới với địa hình phong phú, kết nối giao thông tương đối thuận lợi. Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như quy mô kinh tế và thu ngân sách của thành phố còn khiêm tốn, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Cho rằng nhiệm vụ sắp tới còn rất nặng nề, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm tư tưởng chỉ đạo lớn. Theo đó, Đà Nẵng phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, phát triển từ nội lực kết hợp ngoại lực, tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, nghị định của Chính phủ, bám sát thực tiễn để kịp thời, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh. Thủ tướng đề nghị thành phố đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển văn hóa. Đề nghị các ông chí bổ sung cái việc phát triển văn hóa ngang tầm với lại chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Và nó là cái điểm kết nối của cái con đường di sản gắn với lại cái phát triển du lịch. Và chúng ta nằm ở giữa cái con đường di sản thế giới này thì chúng ta phải phát triển văn hóa để chúng ta khai thác tốt cái du lịch, bổ sung cho cái phát triển du lịch. Và phát triển du lịch thì phải gắn với và thúc đẩy cái phát triển văn hóa. Vừa qua thì chúng ta đã triển khai cái hội nghị văn hóa toàn quốc và tinh thần đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo rồi. Đó. Văn hóa còn thì đất nước còn. Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng làm tốt công tác quy hoạch, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực từ hợp tác công tư đến thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng yếu, hạ tầng cảng biển, logistics, khẩn trương giải phóng mặt bằng cho các dự án, đồng thời làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế biển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Về các kết luận thanh tra kiểm tra, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tổ chức triển khai giải quyết dứt điểm, tinh thần là không hợp thức hóa cái sai mà tìm cơ chế chính sách để tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực. Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố đẩy mạnh việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định, không vì sợ sai mà không dám làm, bảo đảm việc khám chữa bệnh trên tinh thần sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết trước hết. Sau khi cho ý kiến về từng kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng giao các bộ ngành phối hợp chặt chẽ hiệu quả, trách nhiệm với thành phố để xử lý theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao với nguyên tắc là phải gỡ khó khăn, vướng mắc và tìm đầu ra cho các kiến nghị, chung tay cùng Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.